Mạng lưới tiếp nhiên liệu là mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái xe điện, ảnh hưởng đến khả năng bao phủ và mở rộng mạng lưới của các hãng xe, đồng thời phá bỏ tâm lý e ngại đang đi giữa đường thì hết điện của người tiêu dùng. Bởi vậy mà bên cạnh việc phát triển công nghệ xe điện, cuộc chạy đua về giải pháp sạc nhanh, thay pin của các hãng xe điện tại Việt Nam cũng căng thẳng không kém. Tuy nhiên, việc phát triển mạng lưới trạm sạc đòi hỏi vốn đầu tư không hề nhỏ. VinFast, thương hiệu xe điện Việt Nam có tiềm lực lớn nhất thị trường nội địa, đã đầu tư 700 triệu đô la Mỹ để phủ sóng các trạm sạc nhanh cho xe máy điện và ô tô khắp các tỉnh thành. Chúng tôi xác định chiến lược 10 năm nữa sẽ cho các hãng xe khác được sạc cùng. Hiện tại, không lý do gì bỏ ra 500-700 triệu đô la Mỹ để cho đối thủ dùng, ông Phạm Nhật Vượng nói trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Trong khi đó, một startup xe điện mới nổi là Silex Moto lại đặt cược vào mô hình hoán đổi pin thay vì phát triển trạm sạc nhanh. Công ty tuyên bố pin của mình có thể tương thích với 70% xe máy điện khác trên thị trường. Khách hàng có thể đến các trạm đổi pin của Silex Moto để đổi pin trong vòng 2 phút thay vì chờ đợi sạc như các hàng khác. Theo Silex, điều này cũng giúp họ giải quyết bài toán đau đầu khi phát triển hạ tầng cho xe điện. Các trạm sạc khá phức tạp, phải đấu vào lưới điện có công suất cao và chi phí cũng khá đắt đỏ. Khi số lượng người dùng xe điện tăng lên, các trạm sạc sẽ gây căng thẳng với lưới điện, đặc biệt là giờ cao điểm. Điểm khác biệt thú vị khiến Silex nổi trội hơn so với các đối thủ cộng cán khác như VinFast, đạt bài hay mới hơn là EVgo. Đó là họ không xây dựng các trạm sạc mà lựa chọn lắp đặt mạng lưới cây, ATM đổi pin cho xe điện. Trên phạm vi thế giới, ý tưởng này không mới. Nó đã được nhiều ông lớn triển khai tại Mỹ hay Trung Quốc. Nhưng Silex Moto, một startup non trẻ, là công ty đầu tiên áp dụng mô hình này tại Việt Nam. Silex Moto hiện đã triển khai 51 điểm đổi pin tự động trên toàn quốc, trong đó có 20 điểm tại Hà Nội và 24 điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Startup này đặt mục tiêu lắp đặt 100 điểm đổi pin ở thành phố Hồ Chí Minh trong năm nay. Sáng kiến cho bài toán hạ tầng phục vụ pin xe điện tại Việt Nam chưa dừng lại ở đó. Mới đây, đạt bài hãng xe điện từng lên sóng Shark Tank Việt Nam, được định giá khoảng 32 triệu đô la Mỹ, mới đây đã cung cấp một giải pháp sạc pin nhanh đến khách hàng. Từ nay hãy gọi mỗi ổ điện là trạm sạc nhanh Deadby. Vì các dòng xe như Weaver cộng cộng và Weaver 200 có thể sạc nhanh ở bất kỳ đâu có ổ điện. Chỉ 20 phút đủ đi 30 km, sạc 1 giờ đầy 50% pin. Đặc quyền, sử dụng điểm sạc nhanh công cộng khắp cả nước chỉ Deadby cơ mới có, Deadby tuyên bố trên fanpage của mình. Hãng này cũng khuyến khích các chủ xe đến cửa hàng nhận hình dán, đánh dấu các trạm sạc nhanh công cộng. Nói đơn giản, Deadby không tốn tiền xây trạm sạc nhanh hay trạm đổi pin, mà chính các ổ điện công cộng tại cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, quán cà phê đều có thể trở thành một phần trong mạng lưới trạm sạc nhanh của hãng. Trả lời trong một bài báo mới đây, Deadby khẳng định nếu bất kỳ ổ cắm nào cũng có thể là trạm sạc nhanh, mọi người sẽ thấy được lợi ích của việc sử dụng xe máy điện. Đồng thời, với sáng kiến này, Deadby khẳng định mạng lưới tiếp nhiên liệu của xe điện hoàn toàn không thua kém xe xăng. Số lượng trạm sạc nhanh của họ trên khắp thành phố Hồ Chí Minh đã vượt xa số lượng trạm xăng. Tuy nhiên, giải pháp đơn giản này đang vấp phải nhiều nghi ngại từ người dùng. Deadby hiện mới chỉ tuyên bố các ổ điện công cộng đều có thể sạc nhanh, nhưng chưa nêu cụ thể giải pháp thanh toán tiền điện, phí sạc cho các chủ của ổ điện. Thông thường, với giải pháp trạm sạc của VinFast hay hoán đổi pin của Silex, khách hàng đều phải trả phí cho mỗi lần sạc, đổi hoặc thuê pin xe điện, mặc dù chi phí này được công bố rẻ hơn chi phí xăng dầu. Bên cạnh đó, các ổ cắm điện sạc nhanh cho xe cũng cần có nguồn điện ổn định trong thời gian sạc, vấn đề an toàn điện và trách nhiệm của các bên khi xảy ra sự cố tại ổ cắm công cộng. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.